kẻ gian lợi dụng trộm cắp móc túi cướp giật. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn, xin quý khách vui lòng báo ngay cho bảo vệ gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, hoặc qua số điện thoại bảo vệ 40 023 543 113. Công an phường Tân Phú 023 37 714 563. Ban tổ chức yêu cầu các tham quan một đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham quan. Đường hoa Phú Mỹ Hưng dịp Tết Tân Sửu 2021 có chủ đề sắc xuân hội ngộ với những hình ảnh đặc trưng ngày Tết của ba miền và một số quốc gia trong khu vực. Do ảnh hưởng của dịch nên năm nay đường hoa Phú Mỹ Hưng được tổ chức với quy mô nhỏ hơn trong khuôn viên rộng 3 hectare, chia làm hai khu vực chính là đường Xuân và chợ Xuân. Du khách có thể tham quan đường hoa Xuân dài trên 700m nằm trên tuyến đường Tôn Dật Thuyên uốn quanh Hồ Bán Nguyệt.
chưa? Để chống trường em rồi. Rồi hết kiểu. Cao quá nha.
bây giờ vô hết tiền thầy ở ra thì đứng sẵn thiên cô mà không này như thế này vô hết tiền ra chưa vô đi thầy ở vô đi 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 vô đi